Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Văn hóa ẩm thực của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ từ bấy lâu nay nhắc đến món thịt đà điểu, nhiều người còn cho rằng đây là một món ăn cầu kỳ, xa lạ và khó kiếm, khó tìm. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Dương thì chúng ta có thể thưởng thức loại thực phẩm vừa ngon, bình dân và sạch này. Và hãy cùng chúng tôi khám phá. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại số nhà 1F, đường Đoàn Kết, thành phố Hải Dương. Và người đang đứng cạnh tôi đây là chị Bùi Thị Vân Anh, chủ nhà hàng Bình Minh. Một cô gái còn rất là trẻ trung, tuy nhiên đã rất mạnh dạn và đưa món thịt đà điểu này trở thành một thực đơn chính của nhà hàng. Xin chào chị Vân Anh ạ. Chị Vân Anh cho tôi được hỏi là tại sao chị đã có ý tưởng đưa mặt hàng thịt đà điểu trở thành cái mặt hàng chính để kinh doanh tại nhà hàng mình ạ? Vâng, hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Như thịt gà, thịt lợn thì đều rất là quen thuộc với mọi người rồi. Thịt đà điểu thì còn tương đối xa lạ và chủ yếu thì chỉ có một xuất hiện một số ít ở trong siêu thị. Tôi muốn mở nhà hàng kinh doanh, muốn mở nhà hàng. Thứ nhất đầu tiên là muốn cho mọi người, giới thiệu cho mọi người tới một loại thực phẩm mới với rất là nhiều ưu điểm. Và mục đích thứ hai thì mới tới mục đích kinh doanh. Thưa chị, thịt đà điểu ở tại nhà hàng Bình Minh của chị thì có đặc điểm gì khác ạ? Thứ nhất thì thịt đà điểu, tôi muốn nói là thịt đà điểu khác với loại thịt khác. Thứ nhất là có giá trị dinh dưỡng rất là cao và tương đối lành mạnh với tất cả mọi người. Có hàm lượng cholesterol ít và rất là đảm bảo cho những người có một số cái bệnh như là bệnh tim mạch hoặc là tiểu đường. Thứ hai thì thịt của chúng tôi khác với loại thịt khác. Khác với những cái thịt đà điểu khác là chúng tôi là một cái mô hình kinh doanh khép kín, đi từ trang trại tới bàn ăn. Bởi vì chúng tôi có một trang trại đà điểu tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và chúng tôi với cái mô hình mới này, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ kinh doanh, sẽ mang tới cho mọi người những cái loại thực phẩm sạch và đạt chất lượng tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, với quy trình chăn nuôi khép kín, đi thẳng từ trang trại đến bàn ăn, hy vọng sẽ mang lại một món thực đơn ngon cho quý khách. Và bây giờ để tìm hiểu hơn về nghề chăn nuôi đà điểu, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về thăm trang trại Bình Minh tại thôn Tử Lạc, thị trấn Kinh Môn để tìm hiểu rõ hơn về công việc này. Men theo con đường quanh co giữa những dãy núi nằm ngay trong thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, chúng tôi tìm về trang trại chăn nuôi đà điểu, nơi cung cấp nguồn thịt sạch cho nhà hàng. Thưa quý vị và các bạn, nuôi đà điểu là một nghề nuôi mới và đã có một số hộ gia đình đưa vào chăn nuôi tại gia đình mình. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Bình ở thôn Tử Lạc, thị trấn Kinh Môn. Thưa quý vị và các bạn, đà điểu là một loại chim lớn và có phản xạ rất là nhanh và chúng được coi là khá thông minh, có khả năng để phân biệt người lạ và người quen. Chính vì vậy mà trước khi vào thăm trang trại của chị, chúng tôi đã cùng phải mặc một trang phục giống nhau, đó là màu xanh, và bởi vì là loài đà điểu rất thích màu xanh. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm trang trại của chị Nguyễn Thị Bình. Đà điểu là một giống chim lớn, dễ nuôi do loài này có sức đề kháng cao và có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Trong một diện tích khuôn viên rộng và thoáng như thế này, đà điểu được thả nuôi trong những ô chuồng trại khác nhau, quy theo độ tuổi. Đà điểu thịt được nuôi từ 12 đến 24 tháng tuổi, thường có độ nặng từ 1,2 tạ đến 1,5 tạ. Thưa quý vị và các bạn, trong một khuôn viên trang trại rộng gần 11 hectare thì gia đình chị Nguyễn Thị Bình đã đầu tư nhiều khu chuồng trại để chăn nuôi đà điểu. Và mặc dù đây là một nghề mới nhưng mà bước đầu thì gia đình chị rất là thành công. Và xin được hỏi chị Bình, chị có thể cho biết là xuất phát từ đâu mà chị lại có ý tưởng chăn nuôi đà điểu tại trang trại của mình ạ? Xuất phát từ cái thứ nhất là vốn dĩ mình cũng là người nông dân. Và
Mình cũng muốn tâm huyết đầu tư cho người nông, vấn đề nông nghiệp. Vấn đề thứ hai là mình đã đi ra ngoài thương trường, mình đã thành lập doanh nghiệp rồi. Mặc dù là các nghề kinh doanh mình không phải cái sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi, nhưng mà từ mình cũng là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Đấy, mình cũng muốn là trên thương trường bây giờ là người nhu cầu cái vấn đề thịt sạch ấy là rất là quan trọng. Thì mình cũng muốn đầu tư. Cái vấn đề thứ ba là mình cũng là một giám đốc một doanh nghiệp, thì cái thị trường thực phẩm sạch là hướng tới thực phẩm sạch, là cái nhu cầu thị trường là tới đây rất là rộng mở. Thì mình cũng mạnh dạn đầu tư cái thực phẩm sạch này để bán thị trường, thì cũng là xuất phát từ nhu cầu thị trường, và cái hai là từ cái công việc của cán bộ công nhân viên. Thưa chị, đầu tư để có được những thực phẩm sạch thì chị chú trọng điều gì trong quá trình chăn nuôi ạ? Để có được một cái thực phẩm sạch thì mình chú trọng là chăn nuôi mình phải khép kín từ cái khâu chọn lọc con giống đến cái thức ăn mình phải kiểm soát được. Cái thứ ba là mình phải phân phối ra thị trường, là mình cũng phải cái thịt của nó mình phải đảm bảo duy trì là nó phải sạch sẽ. Nên là nuôi cái con này thì mình cũng phải là quá trình thức ăn là mình phải chọn lọc, không được thức ăn tạp. Đấy, nuôi rau cỏ mình cũng phải trồng trong cái khuôn viên mình kiểm soát được. Thứ nhất là kiểm soát được cái khâu là nếu như mà mua cái rau cỏ bên ngoài thì người ta phun thuốc sâu hoặc cái gì đấy thì mình không thể kiểm soát được, nên là mình cũng phải để ra một cái khuôn viên để trồng rau, nên là mình trong cái trang trại của mình là khép kín luôn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại trang trại của chị Nguyễn Thị Bình thì có 2 cán bộ thú y phụ trách về công tác chăm nuôi và khám chữa bệnh cho các con đà điểu. Và bây giờ thì chúng ta cùng trao đổi với chị Nguyễn Thị Thắm, là một kỹ thuật viên phụ trách công tác thú y. Xin hỏi chị Thắm, là nuôi đà điểu là một công việc hết sức là mới. Vậy vì trong quá trình nuôi chúng ta cần phải chú ý những điều gì để cho con đà điểu của chúng ta khỏe mạnh và có thể cung cấp cho thị trường những sản lượng thịt sạch ạ? Vâng ạ. Nếu mà muốn chăn nuôi đà điểu tốt ấy, thì theo em ấy, thì từ trước đến giờ ấy, thì đây cũng là một ngành mới. Xong từ khi cô đưa cho bọn em đi học đến giờ ấy, thì qua hơn gần một năm, bọn em được rút được kinh nghiệm rằng nếu mà nuôi đà điểu muốn tốt hơn nữa thì chúng ta phải từ khâu thức ăn đến khâu chuồng trại phải luôn phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, ăn uống phải đảm bảo vệ sinh. Tức là khi từ rau cỏ đến các nguồn gốc như là thóc gạo trong đây ấy, thì là bọn em đều cung cấp tại chỗ hết. Và không rau cỏ thì ở đây 100% là ở trong trang trại, không phải đi mua rau cỏ ngoài. Nên là yên tâm là vấn đề thuốc sâu thuốc sình là được loại trừ ở đấy. Còn khu phòng bệnh ấy, thì là bọn em cũng phải phòng bệnh định kỳ cho nó. Nhưng mà nói chung là đà điểu là một giống nó dễ nuôi. Xin được hỏi một câu hỏi nữa dành cho chị, đó là một con đà điểu mà khi chúng ta thịt thì có khoảng ước tính được bao nhiêu kg ạ? Nếu mà một con đà điểu cỡ khoảng một tạ thì được khoảng 30 cân thịt. Còn xương thì nói chung là tỷ lệ của nó phụ thuộc vào con đực hay con cái. Nếu mà con cái thì tỷ lệ xương của nó ít hơn con đực. Mặc dù nuôi đà điểu cần phải đầu tư nguồn vốn ban đầu lớn, song nuôi đà điểu mang giá trị kinh tế cao vì nguồn thực phẩm từ thịt đà điểu dễ tiêu thụ, bổ dưỡng cho tất cả các đối tượng. Mặt khác, có thể tận dụng được lông, da đà điểu để cung cấp cho ngành công nghệ da giày. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi chúng ta được thấy là công nghệ chăn nuôi đà điểu đã góp phần tạo nên một nguồn thực phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thịt đà điểu như thế nào thì chúng ta hãy cùng trao đổi với anh Vũ Văn Tuấn, là bếp trưởng của nhà hàng Bình Minh, để tìm hiểu hơn về vấn đề này.
Thưa anh Tuấn, khi mà được nhìn thấy con đà điểu trực tiếp thì chúng tôi nhìn thấy nó rất là to và xù xì. Không hiểu là thịt của nó có xù xì và cứng như vậy không ạ? Thì thưa các bạn, nói về con đà điểu ấy thì xuất xứ từ châu Phi và nhiều là ở Bắc Mỹ. Tới ở châu Á mình thì có Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì chỉ có một vài tỉnh thành là mới chăn nuôi phát triển. Thế thì hình thức của con đà điểu thì nó rất là to, nó xù xì, nó là một giống chim khổng lồ không biết bay. Trọng lượng trung bình của con đà điểu thành phẩm là từ khoảng 1 tạ 2.